Xin chào anh em. Bộ này có giá thuộc dạng rẻ bèo luôn, nhưng chất âm phải nói là khá ấn tượng. Vừa thử ghép vào chất âm khá ấn tượng anh em ạ. Đây là đôi loa dàn đại của Technic. Và hai sản phẩm này cũng có đồng giá là 2.8 triệu, cộng vào là 5.600.000. Một đôi loa dàn đại Bass 22 của Nhật Technic, và đang được ghép vào mẫu ly cũng khá quen thuộc nhỏ xinh của Pioneer, đó là SA6700. Hai sản phẩm này tổng vào là 5.600.000 đồng anh em nhé. Nhưng nó nghe nhạc được đấy, nó nghe được đấy. Vừa nghe qua khoảng 1-2 phút mà thấy nó quá ấn tượng luôn. Đây là một mẫu ly nhỏ của Pioneer 6700, và cũng chơi vào đôi loa dàn đại nhỏ. Chiều cao của đôi loa này là tầm đo lại xem bác, 47 cm chiều cao đôi loa dàn đại Bass 22, loa 3 đường tiếng. Loa này có tên là CD 500, loa của Technic, zin tuyệt đối cho anh em nhé. Cái mặt loa nó còn quá mới luôn, mặt loa còn quá mới luôn. 3 đường tiếng CD 500, cái viền loa này anh em có thể nhìn thấy nó mới xuất sắc luôn. Màng là màng carbon, còn gân là gân vàng. Anh em có thể mua đôi loa này về ghép để nghe nhạc, nếu có ghi rồi nghe nhạc nhẹ nhàng trong phòng, hoặc là đấu thêm vào bộ nghe nhạc của bộ karaoke. Còn đây là một mẫu ly nhỏ xinh của Pioneer, nhưng nó vẫn đáp ứng được độ chi tiết của sản phẩm, bởi vì đặc trưng cái hãng Pioneer nó là như vậy, êm ái nhẹ nhàng, rất hợp với nhạc vàng, và chơi nhạc liên khúc này cũng vô tư đơn giản. Đây là mặt sau, cả hai sản phẩm đều đẹp, đều là hàng bãi zin tuyệt đối luôn cho anh em. Âm ly zin sò, zin nguồn, zin tụ, còn loa cũng zin tuyệt đối luôn. Loa cửa hàng còn chưa bao giờ phải mở ốc ra anh em nha. Xin nhắc lại điều đó, chưa phải mở ốc bao giờ ra. Nhập về là chạy luôn. Số series của âm ly là 4602, 4-8 ohm, AB-B, 90W điện 100V. Đó, mới keng luôn, nước sơn đằng sau mới keng luôn. Đôi loa này thì nó là đôi loa dàn đại nên lúc nào nó cũng thường là trùng series 198. Loa này thì nó có công suất tầm 80W, bởi vì loa dàn đại nó cứ hay 80W anh em nhé. Mở nốt nắp tre bên này anh em nắm được. Âm ly này thì có nhiều đường vào, tuner AUX, phono là địa than, ngoài ra còn đường tiếp 1, tiếp 2. Cân loa, bát chép đầy đủ. Tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Nhỏ xinh và rất gọn gàng, còn mới nữa chứ. Âm ly Pioneer thì nó đặc trưng là mềm mại, từ ngày xưa nó đã như vậy. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh trưng mà lòng chợt thương. Đôi loa này siêu mới, siêu đẹp anh em nhé. Mặc vào áo len sao nhưng tôi nghe trong lòng chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm